Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An đã tổ chức lễ khánh thành quy mô hơn 1.000 giường bệnh. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự buổi lễ. Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An có tổng diện tích xây dựng hơn 65.000 m2 với khối điều trị 9 tầng, tổng số vốn cho toàn dự án là 1.720 tỷ đồng. Bệnh viện đi vào hoạt động có 25 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, bao gồm cả các khoa chuyên sâu như can thiệp tim mạch, thần kinh sọ não, cột sống, ung thư. Bên cạnh đó là 11 phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có một phòng mổ áp lực âm, hai phòng can thiệp tim mạch hiện đại và hơn 100 bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tình nguyện về công tác tại Long An để phục vụ bà con nơi đây. Bệnh viện đi vào hoạt động chính thức tiếp nhận bệnh nhân có thể bảo hiểm y tế, thông tuyến toàn quốc nhằm giảm gánh nặng về tài chính cho người bệnh.